Đồng hay kính chào các bác. Thì lâu rồi em không có ra được video mới. Thì hôm nay một ngày đầu tuần thì em xin làm một video để giới thiệu đến các bác một số mẫu đồng hồ mới. Thì hôm nay ở đây em sẽ giới thiệu tới các bác 9 mẫu đồng hồ. Thì em sẽ giới thiệu lại sơ qua cho các bác nào chưa biết thì bên shop em là chuyên các dòng đồng hồ của Nhật. Và đặc điểm của các dòng đồng hồ này là đều có nhạc, một tiếng là sẽ báo nhạc và kết hợp với các cái chuyển động xoay lắc rất vui mắt. Thì em sẽ giới thiệu lần lượt từng mẫu tới các bác. Thì mẫu đầu tiên ở đây là mẫu của Rim Smallwood. Mẫu này là chất liệu là vỏ gỗ được sơn bóng yellow, cực đẹp, mặt kính mo nha các bác. Mẫu này thì có chế độ mở mặt, hai triệu tám nha các bác. Sang mẫu thứ hai là một mẫu của Seiko. Mẫu Seiko này thì cũng khá khá là hiếm, lâu lâu em mới về được cái mẫu này. Mẫu này thì đặc điểm của nó là cái thùng của nó rất dày, nó tạo ra cái tiếng vang cho nhạc rất hay. Ở đây trên thân nó thì có gắn các viên pha lê này. Đây, em sẽ bật nhạc cho các bác nghe thử một bài. Thì có 6 bản nhạc nha các bác. Mẫu này em đang bán với giá là 3 triệu rưỡi. Rồi, sang mẫu thứ hai. Mẫu thứ hai cũng là một mẫu của Seiko. Dòng đồng hồ xoay chuông, nó có chú rối chuyển động. Mẫu này cũng có 6 bản nhạc. Sang mẫu thứ tư, mẫu thứ tư cũng là một dòng cao cấp của Rim Smallwood. Mẫu này thì có mặt kính viền trắng gương rất sang nha các bạn. Dòng này là dòng đời mới, có chuyển động xoay mặt. Thông cảm em mẹ mới có ra điện thoại. Thì em sẽ bấm chế độ hoạt động cho các bác xem. Thank you.
này thì có tổng cộng 30 bài nhạc, thì nó chia làm 3 thể loại khác nhau, thì các bác có thể tùy chỉnh, ví dụ nhạc mùa Giáng sinh, nhạc nhẹ nhàng, nhạc giao hưởng. Thì mẫu tiếng các vòng quay này nó gắn các cái viên pha lê màu rất đẹp các bác. Mẫu này thì em bán với giá là 4 triệu rưỡi. Đến mẫu tiếp theo, cái hàng dưới này thì em có hai cây cúc cu. Thì cúc cu này thì chắc nhiều bác biết rồi, thì đồng hồ cúc cu là gì, thì đến giờ là nó sẽ điểm nhạc, nó cúc cu sẽ kêu, và đến giờ dụ 12 giờ thì sẽ cúc cu 12 tiếng. Dòng đồng hồ cúc cu này là của Nhật, làm bằng gỗ gỗ hết nha các bạn, cũng là máy sử dụng máy pin, một quả pin đại cứ 30 phút thì nó sẽ báo một lần, và 1 tiếng là sẽ đếm giờ. Đến mẫu tiếp theo, một mẫu dòng cao cấp của hãng Seiko. Dòng này thì nếu mà như các bác là sưu tầm chơi đồng hồ Seiko thì sẽ biết. Thì dòng này có cái tiếng nhạc của nó rất hay, nó giả lập theo cái tiếng của các cái hộp nhạc, và đồng thời có 4 chú rối xoay chuyển động. Mặt kính này là kính cường lực, có mài mài cạnh nha các bác. Thân sau là khung gỗ. Bốn chú rối quay đĩa cũng có 6 bản nhạc. Đến mẫu tiếp theo, mẫu này thì cực kỳ hiếm. Mẫu này được các cái bác chơi sưu tầm dòng đồng hồ Nhật thì săn kiếm rất nhiều. Cây này thì em cũng 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 lần đầu sưu tầm được về để phục vụ các bác. Mẫu này thì một trong những cái dòng cổ điển đời đầu của hãng Rin Samonwook. Cái chế độ của nó là sẽ để em bấm để cho các bác xem. Rất đặc biệt và chuyển động rất hay. Tất cả khung bằng gỗ nha các bạn. Đấy. Bây giờ nó sẽ mở cánh và có nhạc trưởng và ba cô gái say đắm. Cây này phải nói là cực hiếm, em cũng lần đầu tiên săn lùng được về. Bây giờ tại Nhật để mà kiếm được cây này cũng là rất khó nha các bạn. Kết thúc bản nhạc xong nó sẽ điểm giờ. À, lấy ra mải nói chuyện em quên giới thiệu báo giá được mấy cây này. Cây cúc cu này thì là giá 3 triệu mốt. Cây Sico này là giá 3 triệu rưỡi. Còn cây hàng hiếm này là 4 triệu rưỡi nha các bác. Kính tiếp theo là một mẫu Rim Samonwook tiếp. Mẫu này thì hai ông già gõ chuông, mẫu này cũng một trong những dòng hàng hiếm. Cây này là vỏ gỗ, em sẽ bấm chạy cho bác xem, nó sẽ đầu tiên nó sẽ dạo nhạc,
của nó có một quả lắc nữa mà em đang bị rớt mất cái quả lắc. Kết thúc nhạc là hai ông già sẽ gõ chuông. Gõ chuông theo đúng số giờ nhé các bác, ví dụ là 9 giờ nó sẽ gõ 9 cái. Thì mẫu này em bán giá là 3,5 triệu rồi. Thì mẫu cuối cùng cũng là một dòng cúc cu của hãng Seiko, cũng là chất liệu gỗ. Còn chế độ hoạt động dòng cúc cu này thì cũng 30 phút cúc cu một lần và 1 tiếng thì sẽ cúc cu đếm giờ. Em sẽ lướt lại một vòng để cho các bác chiêm ngưỡng. Thì em giới thiệu lại là tất cả các mẫu đồng hồ bên em là đều bảo hành 1 năm, nên các bác cứ yên tâm về chất lượng. Và sau thời gian bảo hành có vấn đề trục trặc kỹ thuật thì các bác mang tới em sẽ hỗ trợ nhiệt tình. Thì em sẽ để số điện thoại trên video, các bác nào muốn tìm hiểu chi tiết về mẫu nào thì cứ điện thoại cho em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác, hoặc là các bác có thể kết bạn số Zalo của em. Em sẽ gửi hình chi tiết từng mẫu cho các bác. Còn video thì em cũng chỉ giới thiệu được sơ qua để cho các bác biết hiểu thêm về các cái mẫu đồng hồ của Nhật. Thì em cũng xin dừng video ở đây. Thì cũng trong mùa dịch này em cũng chúc các bác cùng gia đình luôn giữ được sức khỏe và tinh thần luôn lạc quan. Rồi em xin kính chào và tạm biệt các bác.